Dịch nó vẫn đưa ra rồi nhưng mà để mà hết thì nó khó hết nhỉ. Thì bây giờ nó ăn luôn dưới dưới giống như những cái gườm cá chê với những cái mạch lươn ở dưới á. Bên trong nó toàn bộ là nó rỗng ở bên trong ấy ạ. Và nó viêm, nó hoại tử hết trơn rồi này anh này. Nó hoại tử, nó bầm, nó tím hết trơn rồi. Cái này thì anh cần phải uống thuốc, trong uống vài thuốc. Nếu như anh không có tuân thủ phác đồ này, không có uống thuốc không này nọ, thì em nghĩ là anh cũng nên đi bệnh viện khám đi. Vì cái phần da này nó đã viêm quá, nó hoại tử rồi. Còn nếu như anh tuân thủ phác đồ bên em là mình dùng công nghệ Pixel, xong rồi mình trong uống ngoài thoa dưỡng rồi uống thuốc nữa, thì làm buổi nào nó rút buổi đó chứ anh. Thì em cũng nghe nói là anh cũng đi bệnh viện anh uống thuốc rồi nó không hết, rồi anh cũng hơi lo lắng vấn đề này đúng không? Nhưng mà tại mình uống thuốc không thì không đủ, mà cái này mình uống xong rồi mình phải dùng công nghệ cao để mình cho nó rút viêm càng nhanh, chỗ này càng tốt. Tại bây giờ da anh chỗ phần này nó hoại tử hết rồi, cộng với cái việc là mình phải dưỡng phục hồi nữa. Bây giờ nó hoại tử hết cái phần má này rồi. Cái này em chỉ nhích cho anh thôi, hôm nay em nhích rồi là chạy dưỡng chất vào thì nó dịu thôi, chứ nó hoại tử hết trơn rồi. Em nhìn mà em cũng xót luôn chứ. Họ được hết trơn nữa. Trong nó mổ chủ yếu nó nằm bên trong, bây giờ làm sao cho nó cô nó viêm nó cô gom hết cái dịch này vẫn lại mới được. Đây, cho nó hoại tử ra. Viêm nó sủi ra, cái này nó còn viêm cả thang nông. Anh đã ngưng cái thuốc thải độc gan chưa ạ? Ngưng rồi đúng không anh? Nguyên là 3 ngày. Dạ vâng. Ngưng cái thuốc này cho em. Viêm này không đúng. Dùng thuốc bôi thuốc vào không? Ta phải đọc anh phải một xíu. Em biết anh hơi khó chịu nhưng em chỉ có thể đưa bớt cái dịch cho một xíu thôi. Ráng này, ráng xíu. Ráng này, tí nữa. Và nguyên một cái bộ cơ yếu ở đây này. Tôi sẽ cho còn mấy cái cục này ạ. À, thử hết trơn này. Bên trong bây giờ nó toàn dịch nữa. Bên trong ấy, nó cương nó đang sưng á, nó nên là bên trong là những pixel được viên này. Đang sưng này.